Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Tiền Giờ Audio. Hôm nay sẵn dịp bên mình đang setup một chiếc van JBL Kate 180A để gửi cho khách hàng ở nước ngoài. Thì khách đang xài là Bose F182 và micro là micro Su BG58. Thì sẵn đây Thiên Vũ đang có hàng sẵn, thì Thiên Vũ sẽ setup gửi cho khách và mình cũng sẽ làm một video clip hát thử trên cái bộ dàn này để cho mọi người trải nghiệm. Ok mọi người, bắt đầu thôi. Đi ngồi ta thế giới đến đôi anh nhận ra bờ câu hơn năm xưa tan vào mưa. Trong lòng anh vẫn thế vương của em ngày xưa, nhưng em đã quên anh, quên nụ hôn ban đầu. Bầu trời đường giác hôm ta đã qua cùng nhau, sao em nói chia tay cho lòng đau. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen tối. Rồi nước mắt đã chạm đôi môi anh, để chia ly tiếc nuối cho những gì. Ngày tháng có lẽ sẽ quên nhau thôi, người chắc có lẽ không nặng lòng như tôi. Vậy thôi tôi đi, tiền quên nơi xa, tìm cách xóa đi gì vẫn chưa phơi nhòa. Hiện tại là đang xài JBL Kate 180A và micro Su nha mọi người. FX88 đầu là BG58 nha. Lo thì sẽ là F182 hả, bao gồm full và sức luôn. Ok mọi người, thì vừa rồi mình vừa test thử chiếc âm của F182 kết hợp với van số KS180A và chiếc micro Su BG58. Thì thật sự thì nếu mà ghép với những cái sản phẩm của Bose thì KS180A cho ra chiếc âm rất là hay, rất là mịn. Và hiện tại bộ dàn F182 bên mình đang có giảm giá ưu đãi lên đến 8% nha mọi người. Mọi người hãy bấm vào link website để mà được cái giá thành tốt nhất. Ok mọi người, video đến đây hết rồi. Mọi người cảm thấy video hay thì bấm like, subscribe kênh Thiên Vũ. Bye bye mọi người.